Voy con nhân ba cả nhà cứ ấy. Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ nấu món siêu hầm rồi cắt hành vô. Bốn củ hành nha. Hành tím. Mở bếp đi. Cho nhiều ăn lại nha. Rồi, đây, xem theo, mình cho xem theo luôn. Xin chào mọi người, cho càng nhiều càng ngon nha. Nước nó ngọt. Mình để sơ thôi, cho nó thơm vị đó nha. Rồi cho thêm tí tiêu vào nha. Cho nó thơm thịt. Chúng ta một chút tí nước mắm này cho nó ngấm vào vị thịt nha. Nó không bỏ đây cũng tí nữa được, nó ngấm vào nó ăn cho nó tươi. Rồi đổ nước này, ăn nhiều nước, cho nhiều nước nha. Đây mình nấu gần một nồi nước thôi. Nó hết bình thủy nữa. Đấy. Rồi mình sẽ cho cà rốt vào trước nha. Rốt. Đây mình cho cà rốt vào nha. Đấy, cà rốt rửa sạch rồi ra. Mình cho thêm ít su su vào. Rồi, nồi sôi được 15 phút rồi. Mọi người mà muốn nước nó trong vớt bọt đi nha. Cái này nó không có bọt mấy. Rồi, giờ mình sẽ cho su su, mọi người cho su su non đấy nha. Nó sẽ ngọt nước. Cho ít su su non ra. Mình cho khoai tây vào luôn nha. Và mọi người chờ tầm 10 phút nữa là nó được nha. Rất là ngon. Và mọi người đợi vung và chờ trong 10 phút nữa được. Vơi vơi cũng được. Nó rất là ngọt, anh chị cần cho ít bột ngọt nữa thôi. Cho nó khoảng nửa thìa bột ngọt nữa là vừa rồi. Mình cho thêm tiêu. Chè tiêu nữa cho nó thơm. Giờ mình nếm thử nha. Nhìn ngon không? Nó có su su, nước nó rất là ngọt. Xương. Cái này là mình nấu là chỉ có chạy qua hành xương thôi nha. Còn ai có điều kiện thì có thể cho thêm nhiều nữa nha. Nếm thử nha. Mời mọi người miếng nước này. Rồi, vừa luôn không? Giờ mình sẽ cho cái này là hành với ngò mình cắt sẵn này. Mình cho vào nó thơm.
Đấy, mình vừa chia sẻ cho mọi người cách nấu cà rốt khoai tây hầm xương nha. Mọi người hãy nấu theo cách của mình và cảm nhận thử xem nhà mình nấu có được ngon như nhà mọi người không nha. Nếu mà ai cảm thấy cách nấu của mình ngon hơn đấy thì cho mình một lượt đăng ký kênh nha, để kênh mình có thêm độ tương tác, nhiều người theo dõi hơn nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người, chúc mọi người luôn sức khỏe tràn trề nha.